Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về bàn cờ quân sự giới cũng như tình hình diễn ra tại Ukraine. Về bàn cờ quân sự trên thế giới thì cái đấu trường Nga-Trung Mỹ chưa có một cái dấu hiệu nào là giảm nhiệt. Hoa Kỳ thì đang cố gắng để lôi kéo Trung sẽ ngồi trên một con thuyền. Và chúng ta biết trước kết quả điều này sẽ không bao giờ xảy ra được. Vì thập niên 70 Trung Quốc đã bị một cái vố rất là đau. Và đến ngày hôm nay vẫn chưa thể gột sạch được. Thì cái việc lôi kéo Trung vào giai đoạn hiện tại sẽ không giờ xảy ra được. Đúng không? Còn đối với Nga tại Ukraine thì trong 48 giờ qua chúng ta đang thấy báo cáo từ truyền thông phương Tây và trên một số nền tảng mạng xã hội cho rằng là một kho đạn của Nga đâu đó khoảng 30.000 tấn đã bị tấn công, thiêu rụi. Thông tin này đến thời điểm bây giờ thì Vũ Quang cũng chưa thấy thông tin ở phía Nga cập nhật. Thì thực hư về cái vụ này thì cũng chưa rõ. Mặc dù chúng ta thấy có video về một video về hình ảnh ấy, về một cái khu vực được cho là kho khí tài của Nga đã phát nổ rất là lớn. Nơi đây được cho là chứa tới 30.000 tấn bom đạn. Trong đó có khí tài như là bom lượn, rồi thì các loại vũ khí tiên tiến, thậm chí là cả những cái tên lửa S-400 có ở đây. Và trong khi đó là cách biên giới Ukraine tới gần 500 cây số. Gần 500 cây số đấy. Thế tôi giả sử như cái đội biệt kích ấy, nó có thể tiếp cận gần tới khu vực đó và thực hiện UAV để tấn công. Nhưng với một cái kho vũ khí chiến lược lớn như vậy mà nằm sâu trong lãnh thổ của Liên bang Nga, với trong cái thời chiến hiện tại thì tôi rất không tin tưởng về cái vụ nổ này là đúng là ở Nga. Tôi chưa tin lắm. Bởi vì hệ thống an ninh nhiều lớp của Nga thì không dễ gì để có thể làm được việc này. Đương nhiên là trong thời chiến thì chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng mà ít nhất đến thời điểm hiện tại thì Vũ Quang chưa thấy phía Nga lên tiếng. Kể cả là trên trang RT hay là ở trên Sputnik và một số trang nữa của Nga thì tôi cũng chưa cập nhật được cái tin tức này. Và nếu có Vũ Quang sẽ cập nhật cùng quý vị và bạn. Và trong trường hợp mà không phải thì rất có thể là Nga sẽ lên tiếng. Và cũng có thể là Nga sẽ không thèm lên tiếng. Đúng không ạ? Nhưng với cái sự thiệt hại đúng như thế thì phải nói đây là một sự thiệt hại rất lớn của Nga. Trước đó là bản thân Ukraine đã gây thiệt hại vô cùng lớn về những cơ sở khí đốt rồi. Đúng không ạ? Và đến bây giờ là cơ sở đó là quân sự. Những cơ sở quân sự rồi. Thế đấy là tình hình giữa Nga và Ukraine hiện tại. Còn trên chiến trường ấy thì phía Kiev đang nỗ lực điều động một số cái lữ đoàn dự bị và lữ đoàn ở các mặt trận khác để tiếp tục phản công vào Kut. Vì trước khi mà ông Zelensky đi tới Mỹ thì Zelensky rất cần một cái bức tranh khả quan về cuộc chiến với lại Nga nhằm ủng hộ cho cái kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Nhưng Zelensky tuyên bố là đã sẵn sàng. Đâu đó vào cuối tháng 9 này thì ông Zelensky sẽ đi tới Mỹ để trình bày về cái kế hoạch chiến thắng này của Ukraine. Còn trước đó là công thức hòa bình, đúng không? Thế thì cái việc mà tổn thất giữa hai bên, hay là gần đây là tổn thất của Nga về khí đốt cũng như là kho đạn dược thì nó quá lớn rồi, đúng không? Còn trên chiến tuyến thì chúng ta cũng đang thấy khi mà Ukraine quảng bá về mặt trận Kut rồi nói cầm chân Nga ở mặt trận Donbass, nhưng mà thực tế trên chiến trường ở mặt trận Kut tới 10 lữ đoàn của Ukraine đang bị cô lập ở mặt trận Kut rồi. Tới 10 lữ đoàn ấy, tương đương khoảng đâu đó 20.000 quân đang bị cô lập nơi đây. Các nguồn chi viện từ mặt trận Sumy hỗ trợ cho các lữ đoàn tấn công vào Kut. Rồi ở mặt trận Donbass thì chúng ta cũng đang thấy Nga đang bao vây hướng đông và đông nam và cả phía nam của mặt trận Bodrov. Và Torres hiện tại cũng đang rất nguy kịch. Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tháo chạy khỏi một số thị trấn ngôi làng áp sát được Borok. Và những viên chỉ huy trực tiếp ở ngoài chiến tuyến thì họ nhận định việc cố thủ các vị trí hiện tại chỉ gây tiêu hao về nguồn nhân lực và khí tài, chứ không có ích gì trước cái đà tiến công của Nga, áp đảo của Nga cả. Tức là huyết mạch hậu cần của Ukraine ở mặt trận Donbass đang vô cùng nguy kịch.
mà chính Ukraine cũng thừa nhận là mặt trận Donbass vô cùng ngặt nghèo. Nhưng mà nó không dừng lại ở Donbass hay là bản thân khu vực Kut, mà mặt trận Kharkov ngày hôm nay Nga cũng bắt đầu có những động thái mới là điều động thêm quân và khí tài tới mặt trận Kharkov. Và tình hình ở tại mặt trận Kharkov thì ngày càng trở nên khó khăn hơn, vì gần đây ông Syrky đã điều động một số lữ đoàn rời khỏi Kharkov, điều động tới Sumy để hiệp trợ cho vùng Kut rồi. Và trong 72 giờ qua thì Ukraine cũng tung ra nhiều cái hướng đánh khác nhau để đột kích vào biên giới Kut của Nga, nhằm đánh lạc hướng của lực lượng vũ trang Liên bang Nga đấy. Tuy nhiên thì các đợt đột kích vào mặt trận Kut đều bị Nga chặn đứng, tiêu diệt lực lượng vũ trang Ukraine. Và tới hôm ngày hôm nay đã lên tới hơn 14.600 người của Ukraine đã bị chết ở hướng Kut, và hàng nghìn trang thiết bị các loại đã bị bốc cháy trên chiến trường, trong đó có tới hơn 120 chiếc xe tăng các loại mà Ukraine đã sử dụng bị tiêu diệt nơi đây. Thế thì Ukraine ngày hôm nay ở trên chiến trường và khả năng dự bị hiện tại thì với nguồn lực thì đều là lữ đoàn mới chưa được đào tạo bài bản và đều đang mất tinh thần chiến đấu. Và Ukraine vẫn trong cái tình trạng là thiếu đạn pháo, đặc biệt là lá chắn phòng không, tăng thiết giáp thì không đủ để sử dụng trên chiến trường, F-16 thì chưa thấy mang ra để giải vây cho chiến trường. Thế là hỏa lực trên không của Ukraine đang rất yếu. Nhưng báo cáo về thành công thì phải nói là rất là mạnh, rất là tốt. Và từ hôm qua đến thời điểm hiện tại thì cái được cho là vụ tấn công vào cái kho đạn dược chứa tới 30.000 tấn của Nga đấy, thì đang làm công cụ BIA chấn động ở trên các nền tảng mạng xã hội của các diễn đàn đó là phương Tây. Còn thông tin xác thực thì chưa thấy có. Còn tù binh của lực lượng vũ trang Ukraine kể về cái kế hoạch của lực lượng vũ trang Ukraine là khi tiến công vào Kursk sẽ bắn tàu hỏa chở khách ở Liên bang Nga. Đây là một trong những lời khai của tù binh Ukraine nói về kế hoạch thực hiện khủng bố vào khu vực Kut là tấn công một cơ sở dân sự và tấn công cơ sở hạt nhân, chứ không phải như những gì mà Ukraine vẫn nói ở trên chiến trường. Lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch bắn đoàn tàu chở khách ở tỉnh Kut này bằng súng máy và súng phóng lựu. Một tù binh của Ukraine chia sẻ với Sublik: trước khi vào tỉnh Kut thì tới 24 giờ chúng tôi đã tập trung lại và được thông báo chúng ta cần bắn toàn đoàn tàu dân sự để Nga chính thức tuyên chiến với Ukraine. Chúng tôi có 2 khẩu pháo, một chiếc là BRG, súng phóng lựu ấy, dùng một lần, và súng máy, đều để thực hiện tấn công vào một tàu dân sự. Theo người tù binh này thì trung đội của họ đã đào ở hai bên đường sắt cách biển báo cây số thứ 363, không xa này, cách một ngôi làng Korenenevo ở tỉnh Kut 5 km. Người lính này cho biết là quân Ukraine đã có mặt tại chỗ hơn 12 ngày nhưng không đợi được đoàn tàu tới. Ukraine muốn sử dụng vũ khí NATO trong cuộc tấn công khủng bố ở khu vực Nga. Người đối thoại Sulik cho biết là có 2 khẩu súng máy của Đức hoặc là của Mỹ được sản xuất sử dụng nơi đây. Tù binh cũng lưu ý rằng là tất cả súng trường tấn công ngoại trừ một khẩu đó là Kalashnikov còn đều là do NATO ra sản xuất. Trên súng có ghi là NATO này 556 cho cỡ nòng đó 45, tù binh này nói. Qua một số lời khai của tù binh Ukraine, chúng ta đã thấy rất rõ việc tấn công vào khu Kut là hành động khủng bố nhằm áp đảo về mặt tâm lý với binh sĩ của Ukraine. Về mặt chiến thuật thì tôi vẫn đánh giá đây là cuộc phản công thành công của Ukraine về mặt dư luận, về mặt chính trị. Còn về mặt quân sự và chiến dịch thì Ukraine đang thất bại chiến lược, vì họ không đủ quân để yểm trợ, không đủ khí tài để chi viện, không đủ lá chắn phòng không để bảo vệ. Và minh chứng cho đến ngày hôm nay lực lượng vũ trang Ukraine đang bị cô lập ở Kut. Còn Nga thì đang bắt đầu lật ngược tình thế ở tại Kut ngày hôm nay rồi, từng bước tiêu dụi ván bài mạo hiểm của Ukraine và đưa cái canh bạc này về tới hồi kết cuối cùng. Bộ Hoàng Nga cho biết là quân đội nước này đang tiếp tục các hoạt động tấn công, chặt đứt hàng loạt hướng tiến công Ukraine ở khu vực Kut.
Hàng thông tấn TASS đưa tin là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Ukraine, kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Anaudirov, nói rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy hai cầu phao do lực lượng vũ trang Ukraine thiết lập ở vùng Kut. Ngoài ra thì còn gây thiệt hại lớn cho lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận Kut ngày hôm nay. Lực lượng vũ trang Liên bang Nga bắt đầu tung lực lượng tấn công quy mô lớn ở hai mặt Nam và Bắc trên mặt trận Kut và khép vòng vây nơi đây. Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang bị chặn đứt cái việc tiếp nhận hậu cần từ vùng đó là Sumy, bởi lực lượng tiếp tế về Sumy đã bị Nga để tiêu diệt và mở những đợt tấn công cũng bị Nga đó là chặn đứng và đẩy lùi. Ukraine đã mở mũi tiến công mới ở Kut này. Nga siết chặt gọng kìm vây hãm quân Kiev. Lực lượng phòng vệ Ukraine được cho là đã đạt được một số đột phá quan trọng tại một số khu vực mới của biên giới Nga ở tỉnh Kut. Trong khi đó, Nga đang thực hiện chiến lược bao vây Ukraine này, bắt đầu từ Tetkino và tiến xa hơn về phía Tây. Ukraine mở mũi tiến công mới ở khu vực Kut. Nhóm quân thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 116 của quân đội Ukraine cho biết chúng tôi đã tiến vào một số địa điểm mới sâu hàng km bên trong lãnh thổ Nga, đe dọa bao vây hơn 1.000 binh sĩ Nga chịu trách nhiệm phản ứng khẩn cấp ở khu vực này. Video do Ukraine công bố cho thấy là trang thiết bị và vũ khí của nước này đã bị phá hủy ở trên tuyến phòng thủ ấy, ở tuyến phòng thủ răng rồng luôn ấy. Di chuyển của các cánh đồng và đồn điền tiến vào khu vực định cư của Nga. Hai tiểu đoàn tấn công của Ukraine được cho là đã thực hiện hoạt động này. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, thì quân đội Ukraine đang di chuyển về phía các ngôi làng phía tây nam của Kut. Các lực lượng Ukraine cũng đang tấn công gần các khu định cư và đang tạo ra một gọng kìm ở nơi đây. Tức là Nga đang siết chặt gọng kìm để vây hãm lực lượng vũ trang Ukraine. Các chuyên gia quân sự, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược thuộc Học viện Quốc phòng Ukraine nhận định là một trong những chiều hướng mới của cuộc xung đột tại Kut là cuộc phản công của Nga. Nga đang thực hiện chiến lược bao vây Ukraine bắt đầu từ Tetkino và tiến xa hơn về phía Tây để tạo ra thế gọng kìm và khép chặt vòng vây quân đội Ukraine ở đây. Vậy là lực lượng vũ trang Ukraine đang nằm trong vòng vây của Nga, chứ không phải là như Ukraine báo cáo là thực hiện đòn vây úp từ biên giới của Ukraine, trong khi họ không mở được mặt trận Bryansk và Belgorod. Hệ thống phòng không cũng không đủ, nhưng báo cáo kết quả thì vẫn gọi là ối rồi luôn. Nhưng cái kết cuối cùng nó sẽ minh chứng cho những kết quả đã được báo cáo trong thời gian vừa qua. Và cái chốt hạ cuối cùng khi Ukraine tháo chạy, nói rằng là Nga tổn thất hàng trăm ngàn binh sĩ, lấy thịt đẻ người để giành lãnh thổ. Đấy là cái báo cáo cuối cùng của Ukraine sẽ là như thế. Tức là chúng tôi đã gây tiêu hao rất tốt cho Liên bang Nga. Nó không khác nào hàng rào McNamara của Mỹ sau khi mà sụp đổ, hoàn toàn không hữu ích và không thể ngăn chặn được quân đội chúng ta từ miền Bắc đi vào đó miền Nam. Và chính ông Henry Kissinger đã báo cáo rằng trong cái hàng rào McNamara đấy, ông McNamara nói, nhưng không phải Henry Kissinger, chính ông McNamara đã nói là hàng rào điện tác chiến điện tử đấy đã có hiệu quả là phá hàng trăm xe cơ giới của Cộng sản miền Bắc, trong khi con số báo cáo tổn thất của Nhà Trắng lúc đó nó nhiều hơn tổng số lượng xe cơ giới mà chúng ta đang hoạt động ở trên dãy Trường Sơn, nhiều hơn rất là nhiều đó. Thì ngày hôm nay Ukraine đang báo cáo tương tự như vậy. Còn đại tá Mỹ đề xuất một kế hoạch mới dành cho Ukraine ngày hôm nay này. Zelensky nên tổ chức cuộc tổng tuyển cử ở Ukraine và nối lại đàm phán với Nga. Đại tá quân đội của Mỹ đã nghỉ hưu nói điều này trong một cuộc phỏng vấn. Đây là đề xuất tốt nhất để Ukraine giữ lại những vùng lãnh thổ còn lại của mình. Tôi cho rằng là ông ấy nên tổ chức bầu cử trên khắp Ukraine và cho phép thành lập một chính phủ mới hợp pháp này sau một thời gian dài, sau đó dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật ấy, và sau đó hãy nói với Tổng thống Putin rằng muốn thảo luận. Theo vị quân nhân đã nghỉ hưu này thì bằng cách này Kiev sẽ giữ được tuyến
quyền kiểm soát ít nhất là một phần lãnh thổ, có thể bao gồm cả Odessa. Còn nếu không, mọi thứ sẽ bị mất thêm và Ukraine không thể giữ được lãnh thổ của mình, cuối cùng vẫn là đầu hàng vô điều kiện. Với mức độ chiến dịch đang diễn ra như hiện nay, Nga sẽ tiến về Odessa và miền Tây của Ukraine. Vì Nga đang thành công trong cuộc chiến tiêu hao, gây mục nhũng từ bên trong lực lượng vũ trang Ukraine rồi. Còn Điện Kremlin đã trả lời Tổng thư ký NATO Stoltenberg về việc tấn công lãnh thổ Nga. Đây là những quyết định hiếu chiến ngớ ngẩn, có thể dẫn tới một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO. Stoltenberg thì đang trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thư ký của mình, đang đưa ra những lời tuyên bố rất là mạnh mẽ, hùng hồn để bảo vệ cho Ukraine và bảo vệ quyền bá chủ của phương Tây. Còn lính dù Nga đang phục kích tiêu diệt lực lượng Ukraine ở khu vực Kut ngày hôm nay, Bộ Hồng Nga cho biết là lính dù Nga đã phục kích lực lượng Kiev tại vùng Kut của Nga, tiêu diệt quân nhân Ukraine cùng với một số đơn vị thiết bị. Bộ này cũng công bố một đoạn video về hoạt động này trên chiến trường và kết quả các cuộc đột kích của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực biên giới Kut trong thời gian ở trong những ngày gần đây đã bị lực lượng lính dù phục kích và tiêu diệt, đẩy lùi và tiêu diệt. Còn tướng Xét bất ngờ cảnh báo đáng thất vọng cho Ukraine hiện tại. Ukraine sẽ không thể lấy lại những lãnh thổ đã mất của mình. Cựu giám đốc cơ quan tình báo quân sự, vị tướng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với quốc hội. Ông Zelensky tiếp tục nhấn mạnh rằng là cơ sở cho mọi việc phải là việc Nga rút khỏi tất cả vùng lãnh thổ đã kiểm soát và trả lại Crimea. Mọi người đều hiểu rằng là điều này là hoàn toàn phi thực tế, vì Ukraine không có sức mạnh quân sự để đạt được điều này, và cũng không có vấn đề ngoại giao, kinh tế, lệnh trừng phạt hoặc là áp lực khác đối với Nga để buộc Nga phải làm điều này. Đây chỉ là một lời tuyên bố sáo rỗng của ông Zelensky theo mệnh lệnh của Nhà Trắng. Vị tướng quân đội của Séc có phải đang đưa ra một lời tuyên bố đáng báo động, đáng buồn dành cho Kiev ngày hôm nay? Trước cái đà thảm bại bị cô lập tiêu diệt, toàn bộ chiến tuyến được rực lửa và siết chặt các gọng kìm, quân đội Ukraine đang không có khả năng để phản kháng và tìm đường để tháo chạy, thì chính quyền Ukraine lại báo cáo những thông tin phải nói là rất đáng hy vọng. Thì bỗng dưng vị tướng của Cộng hòa Séc lại giáng một đòn chí mạng. Trong khi đó NATO không còn lựa chọn nào khác khi nói rằng là Tổng thống Putin đưa ra quyết định quân sự đó là khẩn cấp. Giới truyền thông phương Tây đang xôn xao thảo luận về sắc lệnh Tổng thống Nga Putin kể về việc thiết lập trình độ biên chế của lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12. Theo sắc lệnh thì quân số biên chế mới của lực lượng vũ trang Nga là 2.389.130 quân, trong đó có 1.500 quân nhân, tức là quân đội Nga sẽ tăng thêm 180.000 quân ấy, so với đợt mở rộng lần trước của lực lượng Nga vào tháng 12 năm 2023. Cơ quan nghiên cứu quân sự hàng đầu của Mỹ, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Quốc tế, báo cáo rằng Nga hiện đã vượt qua Mỹ, Ấn Độ và chỉ đứng sau đó là Trung Quốc. Điều này đang khiến cho phương Tây tập thể đưa lên hồi chuông đó là báo động trước việc Nga tăng lực lượng quân đội của mình lên. Mọi thứ mà Mỹ cùng với châu Âu đang cần phải chờ đợi những cái quyết sách mới đến từ Điện Kremlin, chờ đợi những hành động mới trên chiến trường Ukraine ngày hôm nay. Còn tín hiệu phương Tây đang rất thất vọng và có dấu hiệu quay lưng lại với Ukraine. Đây còn là tín hiệu đáng buồn hơn nữa dành cho Ukraine trên chiến trường này. Mặc dù báo cáo kết quả truyền thông thì rất tốt, nhưng phương Tây tập thể nhận thức rất rõ về sự thất bại của Ukraine rồi. Những thất bại của Kiev trên tiền tuyến đang khiến những người ủng hộ phương Tây thay đổi lập trường về cách giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Tờ báo Pháp cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng là sau 30 tháng giao tranh, ý tưởng về một giải pháp đàm phán đã được thảo luận một cách kín đáo này tại Mỹ và EU và thậm chí là cả tại Ukraine. Lực lượng Nga tiếp tục chậm nhưng mà chắc tiến vào Donbass, tiến đến thị trấn chiến lược Borodino. Tờ báo lưu ý rằng ở phương Tây, người ta ngày càng công khai thừa nhận Donbass và Crimea nằm ngoài tầm kiểm soát quân sự của những người Ukraine. Cuộc tấn công Kiev vào vùng Kut của Nga có thể đã đạt được các tiêu chí chính trị
Nhưng trái với hy vọng Ukraine, điều đó không dẫn đến việc Nga rút quân khỏi vùng tiền tuyến ở Donbass và Kharkov. Theo bài báo, thì Washington từ chối cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công tầm xa lãnh thổ Nga vì lo ngại leo thang, với lại một câu để bao gồm cả nguy cơ chiến tranh nó hạt nhân. Cho nên Hoa Kỳ chưa có ý động thái để cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu lãnh thổ Nga. Đức thì gần đây đã tuyên bố cắt giảm viện trợ quân sự Ukraine, trong khi Pháp đã mất thế chủ động trong việc ủng hộ cho Kiev sau khi mà Tổng thống Macron giải tán quốc hội vào tháng 6. Tờ báo cũng cho biết là phương Tây cũng đánh giá sai về sức mạnh quan hệ giữa Nga và các đồng minh ở các quốc gia đó là Nam Bán Cầu và châu Á, bao gồm Trung Quốc, Iran, Triều Tiên. Tờ báo này cho biết, một nhà ngoại giao cấp cao của Pháp nói với tờ báo chí rằng Paris hiện đang kêu gọi giải pháp lâu dài và thông qua đàm phán cho cuộc chiến ở tại Ukraine để chấm dứt đó là xung đột. Đây là dấu hiệu cho thấy tín hiệu phương Tây đã vô cùng thất vọng và đang quay lưng lại với Ukraine về việc hỗ trợ tài chính cũng như là khí tài quân sự. Vì lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa ra những quyết định sai lầm cho cuộc tấn công vào Kut và sự thất bại ở trên mặt trận Donbass ngày hôm nay. Sau gần 3 năm diễn ra xung đột, Ukraine đã mất tới 25% lãnh thổ. Và cuộc chiến còn tiếp tục, Ukraine sẽ còn tổn thất nhiều về nguồn nhân lực cùng với khí tài phương Tây viện trợ và tốn kém tiền bạc của phương Tây. Đất đai Ukraine tiếp tục sẽ bị thu hẹp lại. Bởi lực lượng vũ trang Liên bang Nga vẫn đang tiến về phía trước trên chiến trường đấy. Còn Nga nhận tin tốt ở khu vực Kut, phòng tuyến của Donbass, Ukraine ở khu vực Donbass ấy, đang vô cùng là lâm nguy. Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phản công lớn vào Kut này, giành quyền kiểm soát một số ngôi làng, đe dọa khả năng Ukraine nhằm giữ vững những vùng lãnh thổ mà nước này đã kiểm soát. Sau một tháng rưỡi tiến hành các cuộc tấn công vào Kut này, miền Tây nước Nga, quân đội Ukraine phải đối mặt với quyết định khó khăn về việc nên triển khai lực lượng hạn chế của nước này ở khu vực hoạt động hiệu quả nhất. Nga đã tiến hành các cuộc phản công lớn ở tại Kut và đã giành lại nhiều ngôi làng và thị trấn. Trong vài tuần đầu tiên thì chiến tuyến đã khá ổn định ở khu vực Kut rồi. Đây coi là tín hiệu có lợi cho Liên bang Nga. Trong khi quân đội Ukraine đang lâm nguy ở mặt trận miền đông, như tướng Syrky đã thừa nhận, lực lượng vũ trang Ukraine đang suy yếu so với Nga ở mặt trận này. Và tinh thần chiến đấu của binh sĩ Ukraine cũng đang bị suy yếu. Liên tiếp thất bại trước Nga, Ukraine khiến phương Tây có nhiều dấu hiệu đó là quay xe. Những thất bại liên tiếp Ukraine trên chiến trường được cho là đang khiến phương Tây phải xem xét lại chiến lược giải quyết xung đột ở tại Ukraine ngày hôm nay. Họ không thấy dấu hiệu lực lượng vũ trang Ukraine có thể giữ được phòng tuyến và giành lại những vùng lãnh thổ đã mất. Không thấy cái dấu hiệu đấy. Phương Tây bắt đầu mệt mỏi và đang muốn thay đổi về cái kế hoạch về chiến sự Nga và Ukraine ngày hôm nay. Đây là những tin tức rất buồn dành cho Ukraine. Vì thất bại mà họ mới quay xe. Bản thân Mỹ về bản chất chúng ta đã nhìn thấy nó quay xe rồi. Đó là cái quay xe này. Hoa Kỳ một mình không thể giải quyết được nhiều việc cùng một lúc. Đúng không? Tổn thất của hai bên trên chiến trường trong gần 3 năm qua là rất lớn. Nhưng lợi thế vẫn đang không dành cho Ukraine. Vẫn đang không dành Ukraine. Vinh quang cuối cùng sẽ dành cho người Nga. Thất bại sẽ trở về với Ukraine thôi. Đây là những gì mà chúng ta sẽ nhìn thấy trong tương lai gần. Và cuối cùng kết quả của nó là sẽ là thống nhất dân tộc giữa Nga và Ukraine. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận của quý vị, anh chị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị, anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị, anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.